bay lên rồi mời bay dí theo hay quá, chụp được chim rồi, lỡ nè. Ê các bạn ơi, nay bạn Biên với bạn Kiệt nè với hai anh này sẽ cùng đi chơi con chim bay nha. Đây là con chim bay nè, mình có ba con chim nha. Rồi bấm thử đi bạn A Sòn. Wow. Rồi bây giờ mấy bạn này bắt đầu thả chim bay thử nha. Rồi bây giờ bạn Kiệt thả trước nha. Ôi trời, chim bay xa dữ hả? Đây các bạn ơi, con chim bay nè. Wow. Trời dí mệt luôn á. Ôi. Ôi. Trời các bạn ơi, dí con chim nó mệt luôn nè. Rồi chim té rồi, trời. Đây cho các bạn xem chứ. Con quăng nhẹ thôi kìa, con quăng nhanh nó dí không kịp luôn á. Đây các bạn, đây là chim bay nha. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ quay băng quăng lại nha. Quăng nhẹ nhẹ thôi nha. Wow, đây, thấy chim bay đã ghê chưa? Hay quá. Wow, hay thiệt. Rồi lượm lại đó bạn Kiệt ơi. Rồi mình vô mình thử hai chim kia nha. Đây các bạn ơi, đây ba con chim chuẩn bị bay nha. Để coi con chim nào bay nhanh hơn nha. Thả nhẹ nhẹ thôi nha. 1, 2, 3, thả. Ôi trời ơi, một con chim bị té rồi. Lụm chim lên. Trời ơi, con chim này té chuối đầu rồi các bạn ơi. Rồi con chim màu hồng bay tới đây luôn. Wow, để quay lại gần cho các bạn xem. Rồi chim màu hồng đáp xuống luôn rồi. Đây chim màu hồng đáp dưới đây luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ bay lại nha. Rồi chuẩn bị bay nha. Ở đây nè các bạn, đây là con chim nè, bạn A Sòn đang bấm nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình thả ra nha. 1 2 3. Wow. Ôi trời, con chim nó té luôn rồi. Chim này bị gì té hoài vậy? Trời ơi các bạn ơi, không biết chơi rồi. Bạn nào bấm đi, bạn Bin bấm kỳ quá mà, bấm lại đi bạn Bin ơi, bắt hành thả cho. Rồi bây giờ mình bắt đầu thả chim màu đỏ này nha. Rồi bấm nghe Bin ơi. Nè đây cho bằng Bin, cho Bin bấm này nha. Chuẩn bị nghe chưa? 1, 2, 3. Bay. Quá trời. Trời ơi. Trời ơi con chim. Các bạn, con chim của bằng Bin nó bị hư cái đuôi rồi. Chim này bị hư đuôi rồi. Chim của bạn Kiệt kìa, bay tới cây trụ điện luôn. Đây các bạn ơi, giờ bạn Kiệt với bạn Sòn sẽ thả nhẹ nhẹ cho chúng ta xem lại nha. Rồi bấm đi. Ồ, quá. Hai con chim bay đã ghê chưa. Rồi bấm quay đầu lại, quay đầu chim lại. Rồi chim của bạn Sòn nó bị té rồi các bạn ơi. Rồi lượm nhanh bạn Sòn. Rồi bạn Kiệt ơi, quay đầu chim lại. Quay. Rồi bấm chim bay vô đây, Rồi hai chim bắt đầu bay chung luôn. Bấm nhẹ nhẹ thôi nghe, bay vô hàng rào đó. Wow. Trời, chim bay đã kìa chưa. Rồi chúi đầu xuống đất luôn rồi. Rồi đây các bạn ơi, giờ mình cho chim màu hồng với chim màu xanh bắt đầu thi con chim nào bay xa nghe. Chuẩn bị đi. 1, 2, 3, bay.
Trời ơi, chim nào bay bay ngon hơn đây. Rồi con chim màu xanh, chim của bạn Kiệt bay hay quá. Rồi cao quá rồi. Bấm thấp xuống bạn Kiệt ơi, hết thấy rồi. Trời, chim bằng sòn bay vô nhà luôn rồi. Lạng ra bằng sòn ơi. Rồi té cái cây luôn rồi. Rồi bấm chim màu xanh ra đây bạn Kiệt ơi. Đây các bạn, đây là đồ chơi điều khiển chim nè, đã ghê chưa, y chang con diều luôn. Cái này mình vừa đi thả diều vừa đi thả chim là hả, quá vui luôn, siêu vui luôn á. Đây các bạn, giờ mình bấm nhẹ cho các bạn thấy được hai chim này nghe. Rồi bấm đi, rồi thả ra, thả nhẹ thôi nha. Wow, trời, chim của bạn sòn nó bay vòng vòng không các bạn ơi. Rồi quay chim về bạn Kiệt ơi, quay chim về. Wow, đã rồi chưa. Rồi chim bạn sòn bay tới bên ruộng luôn kia luôn rồi. Rồi các bạn ơi, chim của bạn Kiệt chính là cái cây rồi. Đâu đâu chim đâu. Rồi đây, chim bị dính lên cây, bay xuống được không? Rồi, chim nó móc lên cây luôn rồi. Sao bây giờ? Xoan đó xoan, tới em xoan, để kêu bạn xoan là lấy. Cao quá. Chim dính lên cái cây luôn rồi. Rồi cho hai con nằm trên cây luôn. Wow, đã thiệt chứ. Rồi chim đáp xuống vườn rau luôn. Rồi chim này rớt xuống. Đây con chim này chơi rất là khoái nha các bạn. Chim này nó làm bằng mót nè, mình sạc bằng pin. Quay sau cái đuôi nó có cái cánh. Đây bộ điều khiển của nó nè. Đó, điều khiển này cho nó bay thử. Rồi bây giờ mình cho bằng Kiệt bấm nha, cắm rồi mình thải. 1, 2. Rồi chuẩn bị bấm đi, bay nha. Đây, wow. Rồi chim bay xa quá, bẻ lái về được không anh Kiệt? Hôm bay vô cây xài nữa. Rồi chim này chạy đi trốn luôn rồi các bạn ơi. Thả ra. Rồi, đâu được. Bay lên, bay lên. Bay lên. Rồi. Rồi, bay. Dí theo, dí theo. Hay quá, mà Kiệt chụp được chim rồi. Lỡ nè. Cho nó bay trước rồi thả ra. Ê các bạn ơi, vậy video về con chim bay tới đây là hết rồi nha. Hẹn các bạn video lần sau nha.